Và với cái thiết kế liền nhau như thế này thì đèn cũng sẽ tỏa cái độ sáng tốt hơn so với những chiếc đèn màu OLED. Bây giờ thì My sẽ mời quý khách xem qua về cái độ sáng thực tế vào ban đêm của cái chiếc đèn công suất 300W này mà công ty Xenon Solar quay được nha. Xenon Solar Light xin kính chào quý khách. Trong video ngày hôm nay thì Xenon sẽ tiếp tục gửi đến quý khách hàng bản báo giá đèn pha năng lượng mặt trời dòng đèn TF300W. Đây cũng là một trong những sản phẩm bán chạy nhất của Xenon Solar Light trong suốt thời gian vừa qua. Và trước khi báo giá thì cũng xin thông báo đến với quý khách hàng một cái phiên livestream trực tiếp vào ngày 11 tây tháng 11 năm 2024, chỉ còn vài ngày sắp tới đây. Thì Xenon sẽ có một cái chương trình khuyến mãi giảm giá cực sốc tri ân cho khách hàng, cũng như là có những cái phần quà khuyến mãi tặng phẩm vô cùng hấp dẫn trong cái phiên live. Chính vì vậy mà quý khách hàng nên bật chuông thông báo cũng như là bật cái nút đăng ký kênh để theo dõi cái phiên live chim sắp tới, để bé My có thể giới thiệu những cái sản phẩm dòng đèn chất lượng cao cũng như là có nhiều cái tặng phẩm đi kèm và những cái chương trình giảm giá trực tiếp trên phiên live trong cái ngày 11 tháng 11, ngày siêu sale sắp tới. Và cũng như thường lệ thì trước khi báo giá cái sản phẩm, chúng ta sẽ cùng sơ lược lại một chút về cái chiếc đèn pha Rolex TF300W này. Thì đây chính là cái chiếc đèn pha được làm bằng hợp kim nhôm đúc. Ở mặt trước của đèn là kính cường lực và được chia ra là 12 ô LED như thế này. Tổng cộng có 288 chip LED SMD5730 siêu sáng ở bên trong. Mà nhà sản xuất họ chia ra làm 12 ô LED như thế này thì giúp cho cái chiếc đèn của chúng ta có cái độ sáng tỏ rộng và xa hơn. Và cái mặt sau của đèn thì được làm bằng hợp kim nhôm đúc nguyên khối. Mọi người có thể nhìn thấy cái chiếc đèn nó rất là chắc chắn. Và phía bên ngoài thì được phủ một cái lớp sơn tĩnh điện giúp cho chiếc đèn nó bền bỉ theo thời gian được mọi cái sự khắc nghiệt của thời tiết bên ngoài. Bởi vì đây là cái dòng đèn sử dụng ngoài trời cho nên là có một cái lớp sơn bảo vệ như thế này thì chúng ta sẽ dùng ở ngoài trời nó rất là bền, không sợ bị sét, bị hỏng đèn. Và ở cái phần mặt kính phía trước thì cũng được dán những cái lớp keo giúp cho cái chiếc đèn nó có cái khả năng chống nước. Cái tiêu chuẩn chống nước chống bụi của đèn là IP66, một cái tiêu chuẩn rất là chuẩn. Ngoài ra thì đèn nó cũng tích hợp luôn cả cái chức năng báo pin, báo phần trăm pin ở trên đây. Và cái dung lượng pin ở bên trong đèn thì nó lên đến 30.000 mAh giúp cho chiếc đèn có thể hoạt động liên tục từ trên 12 giờ. Tức có nghĩa là chiếc đèn nó có thể hoạt động sáng nguyên một đêm sau một lần sạc đầy. Đèn pha Rolex TF300W thì nó có kích thước là 380 x 380 x 38 mm, cũng như chiếc đèn nó có cân nặng là 3,3 kg. Và để sạc được cái dung lượng pin 30.000 mAh bên trong đèn để có thể chiếu sáng liên tục trên 12 giờ thì chiếc đèn sử dụng cái tấm pin mono có công suất là 5V 40W. Và cái tấm pin này thì nó có kích thước là 385 x 630 x 17 mm. Chiều dài của sợi dây dẫn nối giữa đèn với pin là 5m. Nếu như cái vị trí lắp đặt của chúng ta, cái 5m dây này không đủ thì chúng ta có thể nối thêm một đoạn dây nối 5m nữa. Tuy nhiên thì cũng không khuyến khích quý khách nối quá dài, bởi vì khi nối cái sợi dây dẫn dài ra thì cái hiệu suất sạc nó sẽ kém lại. Nó sẽ không đủ cái dung lượng pin ở bên trong của đèn để có thể giúp cho chúng ta chiếu sáng liên tục nguyên đêm. Và quay trở lại chủ đề chính ngày hôm nay thì chúng tôi cũng sẽ xin phép báo giá đến quý khách hàng cái mẫu đèn pha Rolex TF300W này. Hiện tại, chiếc đèn pha Rolex TF300W này thì đang được công ty niêm yết với mức giá là 2.050.000 đồng. Tuy nhiên thì trong video này chúng tôi cũng sẽ giảm giá trực tiếp cho quý khách. Chỉ với 1.950.000 đồng, quý khách có thể sở hữu ngay cho mình một cái chiếc đèn pha năng lượng mặt trời có công suất 300W, có độ sáng tỏ rộng và xa, cũng như là có chế độ bảo hành lên đến 2 năm. Và với cái mức giá này thì đã bao gồm phí vận chuyển, miễn phí vận chuyển tận nơi trên toàn quốc cho quý khách. Và chương trình khuyến mãi giảm giá trực tiếp thì cũng chỉ diễn ra trong thời gian ngắn.
chỉ từ ngày hôm nay cho đến hết ngày 8 tay tháng 11 năm 2024. Chính vì vậy mà nếu khách đang tìm kiếm cho mình một cái dòng đèn pha năng lượng mặt trời có cái độ sáng cao cũng như là có cái thời gian chiếu sáng lên đến trên 12 tiếng thì có thể cân nhắc và lựa chọn cái mẫu đèn pha Rolex TF 300W này. Và cũng đừng quên là trong cái phiên livestream ngày 11 tháng 11 sắp tới đây thì sẽ có nhiều cái chương trình khuyến mãi giảm giá cũng như là tặng phẩm đi kèm vào cái phiên live trực tiếp sẽ do bé My giới thiệu đến quý khách hàng những cái sản phẩm đèn năng lượng mặt trời chất lượng cao cũng như là có nhiều cái phần quà hấp dẫn trong phiên live. Kính mời quý khách hàng bật chuông thông báo cũng như là bấm nút đăng ký kênh để theo dõi cái phiên trực tiếp vào ngày 11 tháng 11 sắp tới này nhé. Và video báo giá khuyến mãi ngày hôm nay thì cũng xin kết thúc tại đây. Một lần nữa xin cảm ơn quý khách hàng đã luôn tin tưởng và ủng hộ Xenon Solar Life trong suốt thời gian vừa qua. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại ở những video kế tiếp.